chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9h10 của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Liên đoàn Lao động huyện Hòa An tổ chức lễ gắn biển công trình hệ thống đèn chiếu sáng liên xóm 4, xóm 5, Bế Triều, thị trấn nước 2. Chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Công trình hệ thống đèn chiều sáng tại xóm 4, xóm 5, bế chiều, thị trấn nước 2 được khởi công từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2022. Công trình hoàn thành với 84 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời, chiều dài tuyến đường thắp sáng 2,1 km, tổng giá trị công trình trên 225 triệu đồng do 4 đơn vị tài trợ, gồm công ty cổ phần tập đoàn Vinahome, công ty Louis Luxury Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao bằng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank chi nhánh Cao bằng, cùng với sự tham gia đồng góp ngày Công lao động đổ bê tông cột của nhân dân hai xóm, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phục vụ thắp sáng cho hơn 280 hộ dân, góp phần tạo điều kiện đi lại thuận tiện của người dân cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông liên xóm. Công đoàn cơ sở khối Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ quan khối Ủy ban nhân dân huyện Hạ Quảng hiện có 187 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã tổ chức thăm ốm hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn được trên 280 lượt người với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Tổ chức tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 hàng năm cho con em đoàn viên công đoàn với số tiền trên 220 triệu đồng, hỗ trợ hai nhà máy ấm tình thương với tổng trị giá 50 triệu đồng tổ chức triển khai và hoạt động hiệu quả các phong trào thi đua, giới thiệu 24 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Khối Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tập trung tuyên truyền phát động các phong trào thi đua, quan tâm các chế độ chính sách như khám sức khỏe, tiền lương, thăm hỏi kịp thời các đoàn viên khó khăn, hoạn nạn, vận động đoàn viên thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chấp hành nội quy quy chế cơ quan, công đoàn đề ra. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Huyền Bảo Lạc vừa tổ chức lễ bế mạc giải bóng truyền gian nam nữ năm 2023. Qua ba ngành tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực, đoàn kết, cao thượng, giải bóng truyền gia nam nữ huyện Bảo Lạc đã thành công tốt đẹp. Các đội đã đem đến cho khán giả 21 trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và gây cấn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất nam cho đội trường trung học phổ thông Bản Gà, giải nhì cho đội thị trấn Bảo Lạc và đồng giải ba cho đội trường trung học phổ thông Bảo Lạc và đội xã Hồng Trị. Trao giải nhất nữ cho đội phòng giáo dục và đào tạo, giải nhì cho đội câu lạc bộ đoàn thanh niên huyện và giải ba cho đội xã Thượng Hà. Thông qua giải, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về vai trò vị trí tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Tại trường mầm non Thanh Nhật, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Lang tổ chức hội thi bé tài năng cấp huyện. Tham gia hội thi có 42 cháu 5 tuổi đến từ 14 trường mầm non trên địa bàn huyện. Các đội tham gia vào hai phần thi gồm phần 1 thi tài năng, các đội thể hiện các câu chuyện trong chương trình giáo dục mầm non hoặc sưu tầm, cải biên phù hợp với lứa tuổi được xây dựng thành kịch bản, thể hiện dưới hình thức hoạt cảnh, sân khấu hóa. Phần 2 thi kiến thức thông qua trò chơi, đua thuyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cho các đội. Hội thi là sân chơi bổ ích cho trẻ mầm non, nhằm tạo cơ hội cho trẻ thể hiện tài năng trí tuệ, đồng thời tạo cơ hội giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng, rèn luyện kiến thức, tạo điều kiện để các em giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, tiếp ông Brendan Nelson, phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing kiêm chủ tịch Boeing toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam. Theo Thủ tướng, Việt Nam là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi. Sau hơn 36 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt trên 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 USD. Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, kim ngạch thương mại Việt Nam trong năm 2022 đạt trên 700 tỷ USD. Hiện nay Việt Nam đang xây dựng các cảng hàng không ở nhiều tỉnh thành phố để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là những nền tảng điều kiện thuận lợi để phát triển ngành hàng không. Do đó, Thủ tướng đề nghị Boeing có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng thắng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng đề nghị Boeing có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển đội tàu bay tầm nhìn chung và dài hạn. Boeing đáp ứng các đề xuất về thời hạn bàn giao tàu bay theo hợp đồng đã ký kết, cải thiện các điều kiện đàm phán hợp đồng mới, Boeing tiếp tục hỗ trợ trong các lĩnh vực an toàn hàng không, quản lý hoạt động bay và quản lý khai thác cảng hàng không, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam, thiết lập thêm các cơ sở và đối tác cung cấp linh kiện, dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, duy tu bảo dưỡng tại Việt Nam. Ông Brendan Nicholson nhất trí với các ý kiến, gợi ý của Thủ tướng, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, góp phần phát triển ngành hàng không và ngành công nghiệp hàng không của Việt Nam. Chiều qua tại nhà Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, cho ý kiến về tờ trình báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cho ý kiến tại phiên họp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản thống nhất và ủng hộ tờ trình của Chính phủ, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ thí điểm sẽ khác với luật định ở chỗ phải có không gian thời gian, địa điểm cụ thể thử nghiệm phải có kiểm soát, có quản lý. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu với tinh thần trên để hoàn thiện dự thảo nghị quyết và các văn bản liên quan. Về một số nội dung chính sách cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cho biết đa số ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc cần mở rộng hơn phạm vi áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư so với nội dung đề xuất không chỉ ở lĩnh vực thể thao mà có thể ở văn hóa, y tế, tức là những gì luật không quy định nhưng thành phố thấy cần thiết thì có thể mở rộng. Đồng thời cho rằng không cần thiết phải quy định tổng mức đầu tư mà phân cấp cho thành phố chủ động trong thực hiện. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính phủ, cơ quan thẩm tra và thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tính toán làm rõ một số vấn đề còn mới, cần làm rõ hơn như việc triển khai BOT trên đường hiện hữu, cách thức hợp đồng BT đề xuất chuyển công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh thành một quỹ đầu tư của chính quyền địa phương, việc thành lập thêm sở an toàn thực phẩm, thu nhập tăng thêm. Theo đánh giá của Agility năm 2022, Việt Nam xếp thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương trong những năm qua Ngành logistics Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16%, quy mô 40 đến 42 tỷ USD một năm. Số lượng các doanh nghiệp và chất lượng kinh doanh dịch vụ logistics ngày càng tăng lên, đóng góp không nhỏ được kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mức cao nhất từ trước đến nay là hơn 732 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2021. Tuy nhiên, ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục như chi phí cao, thiếu sự liên kết giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics với nhau và với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, quy mô và tiềm lực về tài chính của các doanh nghiệp logistics Việt Nam còn yếu, việc tiến ra thị trường nước ngoài còn chưa đáng kể. Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam đã thấy rõ các điểm yếu cũng như dư địa phát triển của lĩnh vực logistics và đang đẩy mạnh đầu tư, đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong năm 2023, Tổng cục Hải quan đề nghị chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra chưa cần thiết. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay đạt 122.886 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm sâu, do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt ngay hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chính vào việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng cục đề nghị cục hải quan các tỉnh thành phố bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Trong năm 2023, Tổng cục Hải quan đề nghị chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đối với các cuộc kiểm tra chưa cần thiết. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, thực hiện chế độ hoàn thuế miễn giảm thuế nhanh chóng thuận lợi, đúng đối tượng, thí điểm nộp thuế điện tử 24 trên 7 để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. WHO khuyến nghị nước ta tiếp tục theo dõi chặt các ca COVID-19 để đảm bảo không quá tải. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra khẳng định Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, song tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cũng như những dịch bệnh khác. Theo đại diện WHO tại Việt Nam trong giai đoạn các ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng như hiện nay, nước ta cần tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo rằng các cơ sở và nhân viên y tế không bị quá tải. Bên cạnh đó, WHO cũng đưa ra những khuyến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các quốc gia trong đó chú trọng tới việc duy trì những thành tựu đạt được, đảm bảo độ bao phủ của những liều nhắc lại và đặc biệt liên tục cập nhật các giải pháp để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các nước lồng ghép tiêm chủng COVID-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời trong bối cảnh chuyển sang quản lý dài hạn đối với căn bệnh này. Chuyển sang tin quốc tế, thế giới có thể đón 10 tỷ 780 triệu lượt khách du lịch trong năm nay. Số liệu từ báo cáo dự báo về du lịch toàn cầu mới được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Du lịch thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Hiệp hội các thành viên du lịch thế giới. Theo báo cáo, số lượng khách du lịch dự kiến đạt gần 75% so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Báo cáo cũng cho biết, doanh thu du lịch toàn cầu năm nay dự báo đạt khoảng 5.000 tỷ USD, phục hồi khoảng hơn 86% so với doanh thu của 4 năm trước. Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy mức tăng trưởng so với số lượt khách và doanh thu du lịch năm 2022 là 9,57 tỷ và 4.600 tỷ USD. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.